Trời đất ơi, tao thui tao hết rồi mà cũng không biết đường về nữa. Đi ăn đi chơi ở đâu trời, nguyên một ngày trời luôn. Bà à, nghe nghe thôi. Tao biểu ai? Chán chết thiệt chứ. Cái gì mà? Thấy ba ở đâu không? Không, đâu thấy đâu. Sáng giờ ông đi đâu? Ông có về không? Không, cho ông đi nhậu rồi đó. Rồi đi kiếm ông đi. Bây giờ coi nhà đi, tao đi kiếm ổng rồi. Ừ, mẹ đi nha. Coi nhà đó nha, không có đi chơi nha. Biết rồi, không có đi đâu. Sáng giờ tao không làm. Tính ra sáng giờ nắng quá trời nắng luôn mệt, làm nổi luôn á. Lên. Ông bà chính. Mày thấy chồng tao đâu không? Chồng bà hả? Bảy hả? Ừ. Trời ơi là trời, hồi nãy tôi thấy ổng đi xe, ổng chở ông Thư đi đâu á bà ơi. Cái gì? Ừ, mới chạy ngang nè. Mới chạy ngang cái đạp luôn nè. Ông Bảy hồi nãy ông đi bằng áo màu xám không? Không có nhớ, hồi sáng mặc áo màu gì luôn á. Tại vì bị sáng tao ở trong buồn, tao làm chuyện, ổng đi, ổng nói là thôi tôi đi chơi với bà, rồi đầu ổng xách đinh đi cùng tới bây giờ. Thôi. Để tôi nói bà này nha, dạo này ông Bảy ghê lắm nha. Tôi thấy ổng á là hay lợn hay chăn cái góc đó, đó nhà tôi đó thấy không? Ừ. Tôi thì thấy ổng với anh Thư hay nói chuyện lén lén lúc lúc kiểu gì đâu á. Bữa hai vợ chồng tôi nè, hai chồng tôi gần cả buổi chờ luôn mà tại sao á không có nghe được nói cái gì đó mà thấy kiểu mà cũng âu yếm lắm á. Chắc không, trời ơi đó giờ thấy vợ chồng tôi có bao giờ mà nói chuyện tào lao đâu đâu cả. Chịu xài nói nghe nè, ăn thì ăn bậy được chứ không nói bậy được nghe không. Trời ơi là trời, giống như vợ chồng tôi nhà ở đây biết bao nhiêu lâu rồi, bà thấy có xích mích có ai nói gì ai đâu. Cái này có sao, tôi nói vậy tình làng nghĩa xóm, tôi thương bà tôi mới nói bà chứ. Nếu không thương bà rồi tôi nói bà làm gì? Nói bà tôi đẻ ra tiền, tôi không ráng tôi nói. Thì cái này là chuyện này nè, nó cái gốc đó đó. Là chuyên gia là tôi thấy là khoảng cỡ 8 đến giờ đêm á là thấy tôi thấy nói chuyện nhân Thư dữ lắm á. Mà bà thấy không, ở nhà ông có hay 8 đến giờ đêm ông đi đâu không? Tao đâu biết vậy đó, tao ngủ rồi. Đó, trời ơi. Thì ổng canh mà cái lúc bà ngủ bà mới dám đi chứ lúc bà thức rồi ổng dám đi. Ai, gì? Phải bữa ha, phải bà mình đem điện thoại được ha, mình quay phim lại cái mình đưa cho bà coi bà mới tin. Ừ. Trời ơi là trời, không để đi mấy cái chuyện đó mà hai vợ chồng tôi đi nói tào lao lao bà. Mà bà cũng ngộ nha. Sao? Mà bình xưa mà bà cho ổng đi đâu rồi đi, bà không quản cũng được hả? Quản gì, ổng nói ổng đi rồi là tao mới vừa tao phóng vô buồn, tao lấy soạn đồ tao giặt. Là ổng không đi rồi, ổng đi nhanh lắm, ổng nhanh dữ lắm luôn. Bà đàn gì? Bà phải xa hỏi đàng hoàng. Cái này mới chạy ngang này mới cái đợt luôn nè. Mà chạy ngang là tôi thấy rõ ràng luôn á là ông Bảy ông bạn cái áo màu xám. Là mày thấy rõ ràng ổng đúng không? Chính mắt tôi thấy luôn, tôi nói thiệt chứ ha, tôi nói có trời dưới có đất, có nói sai câu nào ha bà làm gì tôi cũng chịu. Bây giờ là tao về tao xử ổng, mà có gì là tao kêu tôi bay qua nha. Thôi đâu được bà. Vợ chồng tôi chỉ cho bà. Cái này á là tình làng nghĩa xóm, tôi thương bà, tôi mới nói cho bà nghe. Còn bây giờ á bà về bà xử ổng rồi bà kéo tôi qua cái ổng ghét tôi nữa rồi sao? Rồi mới mốt ổng thôi nhìn gặp mặt tôi ổng không nhìn nữa rồi sao? Không được. Mà rõ ràng là hồi nãy tôi thấy chính mắt tôi thấy luôn á là ổng chở rõ ràng luôn. Đó. Không có bằng chứng mà sao trị được ổng đi. Thì nói bà nghe nè. Bây giờ á coi ổng chối thì sao? Tôi chỉ bà nè. Sao? Mai mốt á ổng đi đâu á bà đi theo ổng đi. Chạy nói đích theo ổng. Đó rồi, đây nè, mày chặn cái góc đó đó. Ui. Ai mở không đâu mày? Trời ơi, nhiều khi mày thấy mày gọi cho tao đi qua thôi chứ ai mở không mà đi theo ổng theo. Trời ơi, tôi cũng mở không quá, tôi đi gần cho bà tối ngày. Nói vậy nè. Đàn ông á lại hỏi phải không, mà ổng càng chối là càng có. Càng chối là càng có, tin em đi. Mà tôi nói thiệt luôn ha. Ừ. Chồng của bà tôi nói thiệt cũng không thề luôn. Trời ơi, ông già mà ông để thêm cái bộ gông nó, trời ơi tôi nhìn kiểu đó, đó, sao sao luôn. Mày bớt đi mày. Vậy mà bà chê quá được cũng hay. Thôi vậy được rồi. Tao đi về tao xử ổng thôi. Ừ. Ê, chuyện đó, này chắc có chuyện rồi ha. Ông hay dữ lắm ha. Đi đâu tới giờ này mới về? Lạ gì mà nổi. Tôi canh ông dữ lắm, hồi sáng giờ đi đâu, bước ra đây. Lẹ lên. Trời. Bước ra đây. Nay mà làm gì còn bắn đồ quá nạt vậy? Bắn đồ gì, ông đi đâu? Sáng giờ ông chở Thư đi đâu? Chở hồi nào? Ông chở ông Thư đi ra đi đâu? Rồi bữa giờ ông lên cái ụ chuối ở trên này nè, ông ngủ gì đó 8 9 giờ tối ông canh tôi ngủ, ông lên đây làm gì trời? Ông nói bữa nào về hỗ trợ cho tôi nha. Bố tôi rảnh lắm á, tôi đi lên ngủ gì ông ấy. Bữa nay ông mặc cái áo. Đúng rồi. Cái áo màu xám nè. Rõ ràng người ta nói tôi luôn cái áo màu xám, cái áo màu xám thì ông chở Thư đi đâu? Một cái sào này có cái áo màu xám mà hả vậy? Cái vấn đề ở đây là tôi biết là ông đi có cái chuyện gì đó kiếm Vinh Hưng. Ông chở nó đi rồi ông còn ngủ bị 8 9 giờ tối. Tôi biết hết rồi, ông khỏi nói, ông khỏi chối với tôi nữa. Bữa nay tôi qua nhà ba của bà bển á, tôi đang nói chuyện với mà ba mẹ bển đang có công việc mà làm nhà cửa. Đi gì mà nguyên ngày?
Công việc nguyên qua bển đi qua bển thì một tiếng thôi, nửa tiếng thôi chứ làm gì mà nguyên ngày. Làm gì? Ai nói bà là tôi chở ông Thư? Ai nói vậy? Thì giờ biết vậy được rồi. Bây giờ ai nói bà mới biết chứ tôi nhìn bà đâu mà biết. Thì vợ chồng của ông Quân Văn Linh đó, ông cùng ở trên. Ê, tôi không có nói nha. Ai bà hứa với tụi tôi sao? Bà hứa với tụi tôi là nó không có nói tên vợ chồng tôi, giờ tự nhiên mà nói vợ chồng tôi vậy. Mày nói phải không? Thì giờ thẳng với vợ chồng mày đây luôn, rồi nói thẳng luôn với tao, tao bảo kê tụi bay là đừng có sợ ổng gì chứ. Ai nói gì? Tôi không có tính nhà vợ chồng, tôi không biết gì luôn á nha. Nguyên ngày nay là tôi đang ở bên nhà ba bà ở bển. Rồi tụi bay. Ai cái ơi. Thiệt không? Thiệt sao? Tôi điện về ba tôi nha. Điện thử ơi, điện đi. Vũ cuồng lên ai chở nó ta? Chắc Quy á. Bây giờ lúc sáng tôi đi tôi còn thấy mà hai đứa chở ngang còn mỏi với tôi nữa mà. Liên quan tới tôi. Quy hả? Bà nội này phải nghe lời ai không? Xàm xàm nha vợ chồng đó. Đâm băng gì không mà thiệt mệt bà nói thiệt. Ông đừng có để tôi biết mà ông lé mé gì nha. Còn tới số tôi đó.